Xin chào các bạn đã quay trở lại với TNC Channel. Mình là Gia Trinh, đây là Hóng Công Nghệ. Và bây giờ hãy cùng lướt qua một số thông tin về công nghệ mới được mọi người quan tâm nhất trong tuần vừa qua nhé. Hiện tại đã 2023 và Intel chuẩn bị cho ra mắt CPU 2 nhân. AMD Ryzen Threadripper Pro 7995VX xuất hiện. Corsair cho ra mắt bàn phím K70 Max và tai nghe HS80 Max. Thật vậy, dù đã 2023, khi mà Intel đã và đang cố gắng nhồi thật nhiều nhân vào bên trong một CPU thì vẫn có những mã chỉ có 2 nhân. Cụ thể, trên các diễn đàn công nghệ đang có tin đồn CPU Gen 14 của Intel với tên mã là Intel 300 sẽ được ra mắt để thay thế cho dòng Pentium G7400 với mức giá dự kiến dưới $100. Intel 300 sẽ có 2 nhân P-Core với xung nhịp 3.9GHz. Và theo truyền thống giữ sức mạnh đơn nhân thì đây sẽ là dòng CPU dành riêng cho các bộ PC văn phòng hoặc giá siêu rẻ. Tin tiếp theo, sau khi đã ghé thăm đội xanh, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin mới về đội đỏ. Trên thị trường tầm trung thì AMD có vẻ kém sôi động hơn so với Intel, nhưng ở phân khúc high-end desktop, thông tin AMD Ryzen Threadripper Pro 7995VX ra mắt đã làm cho các fan của đội đỏ đứng ngồi không yên. Thông tin từ cơ sở dữ liệu của Geekbench cho thấy, mẫu CPU này sẽ được trang bị tới 96 nhân và 192 luồng xử lý, một con số thực sự khủng khiếp. Xung nhịp của con chip này, theo các thông tin chưa chính thức, có thể đạt đến 5.4GHz. Hiện chúng ta vẫn chưa rõ những yêu cầu về hệ thống tản nhiệt và điều kiện boost được xung nhịp. Nhưng qua một số những thông tin thì điểm số của Threadripper Pro 7995VX đạt tới 81.409 điểm đa nhân trên Geekbench 5. Lướt qua thị trường gaming game một chút thì như các bạn đã biết, các sản phẩm đến từ Corsair thường được nhiều game thủ chú ý vì đèn LED RGB đẹp, chất lượng build tốt và giá thành ổn áp so với những hãng khác. Tiếp nối truyền thống đó, Corsair vừa cho ra mắt hai sản phẩm bàn phím K70 Max và tai nghe HS80. Trong đó, K70 Max là một bàn phím gaming RGB sử dụng chip cơ học Corsair MGX mới, cho phép bạn thiết lập khoảng cách nhận phím trên từng phím từ 0.4mm đến 3.6mm với các mốc tùy chỉnh tầm 0.1mm. Chip Corsair MGX cũng được giới thiệu là có cơ chế chuyển động điểm kép, cho phép bạn đặt hai hành động riêng biệt cho mỗi lần nhấn phím, mở ra khả năng tạo ra tổ hợp chỉ trong một lần nhấn phím. Chẳng hạn như chạm nhẹ vào phím để đi bộ và chạm mạnh hơn để bắt đầu chạy. Với khả năng kiểm soát sáng tạo như vậy, đối với mỗi lần nhấn phím, trí tưởng tượng của bạn có thể phát huy hết khả năng với các ứng dụng tiềm năng trong trò chơi. Về mặt thiết kế thì K70 Max kết hợp đến hai lớp giảm âm giúp cho âm thanh nhấn phím êm ái hơn, khung nhôm mang tính biểu tượng của bàn phím được khắc họa hoa văn tri-hex nổi bật, tăng thêm vẻ tinh tế cho bàn phím cũng như góc gaming của bạn. Ngoài ra, trong đợt ra mắt này thì Corsair cũng giới thiệu đến chúng ta HS80 Max, tai nghe chơi game đa nền tảng, thể hiện chất lượng âm thanh và hiệu suất âm thanh vượt trội. Theo những thông tin công bố từ Corsair thì HS80 Max có hỗ trợ hai kết nối Bluetooth và không dây 2.4GHz, giúp bạn kết nối tất cả các thiết bị của mình, chuyển đổi mượt mà không dây 2.4GHz và Bluetooth chỉ bằng một nút bấm. Bên cạnh đó thì các tùy chọn kết nối mới, tất cả các yếu tố tốt nhất của dòng sản phẩm HS80 Max đều có ở đây, bao gồm micro đa hướng, headband siêu thoải mái, kết cấu gia cố bằng nhôm. Chất lượng âm thanh của HS80 thì khỏi phải bàn, cũng được Corsair đầu tư về âm thanh không gian Dolby Atmos, có khả năng tinh chỉnh thông qua công cụ Snowwork Sound ID trực quan, giúp cá nhân hóa âm thanh theo nhu cầu và sở thích của bạn. Trên đây là một số điểm sáng của làng PC trong tuần qua. Hẹn các bạn vào mỗi thứ hai hàng tuần để Hóng Công Nghệ cùng với TNC. Xin chào và hẹn gặp lại!